Vậy là sau một tháng ăn bóng đá, ngủ bóng đá, Euro 2024 cũng đã kết thúc với một lễ bế mạc ngắn gọn và đầy màu sắc của nước chủ nhà Đức. Bên cạnh đó là một trận chung kết vô cùng cống hiến của hai đội tuyển Tây Ban Nha và Anh. Dẫu vẫn còn đó những vết gợn nhưng không thể phủ nhận những cố gắng của nước chủ nhà Đức khi đã tổ chức rất thành công ngày hội bóng đá được cho là hấp dẫn bậc nhất của mùa hè này. Giống như lễ khai mạc, lễ bế mạc cũng được nước chủ nhà tổ chức vô cùng nhanh chóng và gọn gàng. Tuy nhiên, những màn biểu diễn vẫn rất đặc sắc với âm nhạc, pháo hoa cùng mang nhiều tầng ý nghĩa. Ngoài ra, những quan chức cấp cao của Tây Ban Nha và Anh cũng xuất hiện nhiều trên khắp các khán đài của Olympic Stadium, cùng với đó là huyền thoại và cựu danh thủ của cả hai đội tuyển. Lễ bế mạc Euro 2024 diễn ra khá ngắn gọn, chỉ khoảng 15 phút. Đó là màn trình diễn âm nhạc có sự góp mặt của hàng trăm ngàn người. Buổi lễ bế mạc được mô tả là diễn ra nhanh chóng và đơn giản. Không chỉ bài hát chính thức của giải đấu năm nay Fire được cất lên bởi ca sĩ kiêm nhạc sĩ nước chủ nhà Leonie Bucher, Fire có sự kết hợp giữa phong cách nhạc house sôi động hòa quyện với giai điệu hấp dẫn được Andre Public thổi hồn vào và có thêm sự đặc biệt thông qua một ca sĩ chuyên hát nhạc pop là Leonie. Bản nhạc này có ý nghĩa truyền tải trọn vẹn niềm đam mê với bóng đá và sự vui tươi gắn kết thân thiện đến với người hâm mộ. Như nhóm DJ Medusa của Italia, âm thanh là sự sôi động, ánh sáng tác động vào cảm xúc với công nghệ hiện đại cho hiệu ứng hình ảnh trong không gian ngập sắc màu. Ngoài việc tham gia sáng tác và biểu diễn ca khúc Fire, ban nhạc Medusa còn tạo ra một trải nghiệm thú vị về thính giác dành cho người hâm mộ. Theo đó, họ thực hiện một loạt bản nhạc lấy cảm hứng từ bài chính thức để các chương trình truyền hình hấp dẫn, phong phú hơn và nhạc nền khi các đội tuyển ra sân chuẩn bị thi đấu cũng sinh động hơn. Không thể không kể đến những tiết mục nghệ thuật kết hợp giữa truyền thông và hiện đại. Nhiều hình thức được trình diễn bởi các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia như sự tôn vinh tính đa dạng trong văn hóa tại châu Âu mà còn có thể thể hiện tinh thần đoàn kết và hòa bình. Kết thúc màn trình diễn, pháo hoa được bắn lên trên nóc khán đài sân Olympic. Sau đó, cầu thủ hai đội bắt đầu ra sân. Cựu trung vệ đội tuyển Ý, vô địch Euro 2020 Giorgio Chiellini mạng cú vô địch vào sân. Tân thủ tướng Vương quốc Anh Keir Starmer là một trong những chính trị gia nổi tiếng đến sân Olympic Stadium theo dõi trận chung kết. Phát biểu với ITV One, ông Keir Starmer cho biết Southgate là một huấn luyện viên tuyệt vời và chúng ta nên tự hào về ông ấy. Đội tuyển Anh đã chơi rất tuyệt vời, đặc biệt là khi thấy Declan Rice và Bukayo Saka chơi cánh phải, thậm chí là hậu vệ trái. Tôi càng tự hào về hai người đó. Tôi vừa từ London đến, có rất nhiều sự lạc quan ở quê nhà về chức vô địch. Ngoài ra, trên khán đài của sân Olympic Stadium cũng xuất hiện những cựu danh thủ của đội tuyển Tây Ban Nha như Xavi, Iniesta và David Villa. Với những gì đã thể hiện trước tuyển Anh, chức vô địch dành cho Tây Ban Nha là không cần phải bàn cãi. Quả thực đây là một giải đấu quá hoàn hảo của La Roja. Họ chinh phục người hâm mộ bằng một lối chơi thuyết phục ngay từ vòng bảng, chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch trước những ông lớn. Qua đó lập nên hàng loạt kỷ lục đáng ngưỡng mộ. Với thế hệ trẻ đầy tiềm năng có trong tay, Tây Ban Nha hoàn toàn có thể tạo ra thêm một thế hệ thống trị bóng đá châu Âu ở trong tương lai. Trong trận chung kết Euro 2024, đội tuyển Tây Ban Nha đã đánh bại đội tuyển Anh với tỷ số 2-1 một cách hoàn toàn thuyết phục để giành ngôi vô địch. Chiến thắng của họ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người khi La Roja đã thể hiện phong độ ấn tượng từ đầu giải. La Roja áp đảo đối thủ ở những thông số quan trọng. Họ tung ra 16 cú sút, cao hơn gấp đôi tuyển Anh. Tây Ban Nha xuất trúng đích 6 lần, hai trong số đó trở thành bàn thắng. Các học trò của ông Luis de la Fuente cũng được hưởng 10 quả phạt góc, gấp 5 lần bên phía tam sư. Hơn thế nữa, Tây Ban Nha dường như trở về đúng bản sắc chơi kiểm soát bóng của mình. La Roja đạt tỷ lệ kiểm soát bóng 66%, tuyển Anh chỉ là 34%. Bên cạnh đó, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Tây Ban Nha cũng vượt trội so với tuyển Anh, 91% so với 81%. Với việc đăng quang trên đất Đức, Tây Ban Nha đã lập nên hàng loạt cột mốc vĩ đại. Theo đó, họ là đội đầu tiên trong lịch sử vô địch một giải đấu lớn sau khi đánh bại 4 nhà vô địch thế giới gồm Italia, Đức, Pháp và Anh. Tây Ban Nha là đội đầu tiên giành vị trí quán quân mà thắng cả 7 trận đấu, bên cạnh việc ghi được tổng cộng 15 bàn sau 7 trận. Cũng là thành tích ghi bàn tốt nhất mà một đội tuyển làm được tại các kỳ Euro đã được tổ chức đến nay. Hơn nữa, với chức vô địch Euro lần thứ tư này, Tây Ban Nha cũng là đội tuyển có nhiều chức vô địch giải đấu nhất kể từ khi giải đấu được tổ chức. Mặt khác, danh hiệu mới này đã đưa Tây Ban Nha trở thành đội bóng thành công nhất của thế kỷ 21. Không có đội nào khác đạt được 5 danh hiệu như Tây Ban Nha,
bao gồm 3 chức vô địch Euro, 1 chức vô địch World Cup và 1 chức vô địch Nations League. Họ đã chính thức vượt mặt Brazil, đội có 4 danh hiệu gồm 1 World Cup và 3 Copa America. Sự thống trị này thậm chí còn rõ ràng hơn với các đội tuyển châu Âu. Italia đã vô địch World Cup 2006 và Euro 2020. Pháp vô địch World Cup 2018 và Nations League 2021. Còn Bồ Đào Nha chỉ vô địch Euro 2016 và Nations League 2019. Và năm 2024 cũng là một năm đặc biệt thành công của bóng đá Tây Ban Nha khi đội tuyển quốc gia nước này vô địch Euro chỉ hơn một tháng sau khi Real Madrid làm bá chủ châu Âu cấp độ câu lạc bộ với chức vô địch Champions League lần thứ 15 trong lịch sử. Với chiếc cúp vô địch Euro 2024, Tây Ban Nha đã khẳng định vị thế của mình trong làng bóng đá châu Âu và thế giới. Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào của cao thủ mà còn là món quà ý nghĩa dành cho người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha, những người luôn đứng sau ủng hộ đội tuyển. Không chỉ có thế, chức vô địch này còn có thể mở ra một giai đoạn thành công mới của bóng đá Tây Ban Nha khi trong đội hình của họ có rất nhiều tài năng trẻ xuất chúng và những ngôi sao đang ở độ chín của sự nghiệp. Không chỉ trên phương diện tập thể mà các cầu thủ Tây Ban Nha cũng thống trị hầu hết các giải thưởng cá nhân tại Euro 2024. Đây là thành quả xứng đáng với những gì mà dàn cầu thủ trong tay huấn luyện viên Luis de la Fuente đã làm được. Họ đến với Euro lần này trong sự hoài nghi, tuy nhiên những màn thể hiện trên sân cỏ là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng đội hình đáng mơ ước của đội tuyển Tây Ban Nha. Kỳ Euro 2024 đã kết thúc một cách không thể ngọt ngào hơn dành cho người Tây Ban Nha. Bên cạnh chức vô địch thứ tư để trở thành đội tuyển đăng quang nhiều nhất trong lịch sử giải vô địch châu Âu, cầu thủ của xứ đấu bò cũng ám chọn bộ sưu tập danh hiệu cá nhân. Ở danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu, không ai có thể xứng đáng hơn chàng trai mới bước sang tuổi 17, Lamine Yamal. Tài năng trẻ của Barcelona vừa trải qua một kỳ Euro như mơ khi anh đã xô đổ hàng loạt những kỷ lục của rất nhiều bậc tiền bối huyền thoại ở bóng đá thế giới. Anh là cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại một vòng chung kết Euro, cầu thủ trẻ nhất có 3 đường kiến tạo và cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải đấu này. Với việc được ra sân đá chính trong trận chung kết Euro 2024, giúp Lamine Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất chơi trận chung kết một giải đấu quốc tế lớn. Nên nhớ rằng kỷ lục này đã tồn tại trong suốt 66 năm qua và được nắm giữ bởi vua bóng đá Pele. Với những gì đã thể hiện, Lamine Yamal hoàn toàn có thể khiến một ngày cả thế giới bóng đá ở dưới chân mình. Như thông điệp mà trang Instagram của giải đấu đăng tải để chúc mừng cầu thủ trẻ này. Trong khi đó, Rodri cũng được UEFA vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Mặc dù thi đấu không quá nổi bật và phải rời sân sớm trong trận chung kết vì chấn thương, nhưng những đóng góp của Rodri trong hành trình chinh phục chức vô địch của đội tuyển Tây Ban Nha là không thể đong đếm. Đối với nhiều người, Rodri chính là cầu thủ đẳng cấp nhất của Tây Ban Nha ở giải đấu này. Trong đội hình của La Roja, Rodri chính là người đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Anh là người thu hồi bóng, cầm nhịp và khởi nguồn của nhiều tình huống tấn công. Đây là ngày tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Tây Ban Nha đã trở thành nhà vô địch châu Âu. Tôi rất vui khi được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Nhưng đối với tôi, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là cùng các đồng đội đi đến trận đấu cuối cùng và giành chiến thắng. Tiền vệ đang chơi cho Man City sau khi nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Và cuối cùng, một cái tên khác của đội tuyển Tây Ban Nha cũng có cho mình danh hiệu cá nhân là Dani Olmo. Tuy nhiên, Olmo sẽ phải chia sẻ danh hiệu vua phá lưới cùng 5 cầu thủ khác cùng ghi được 3 bàn thắng là Harry Kane, Cody Gakpo, Jorge Bicotage, Jamal Musiala và Ivan Strand. Đây là lần đầu tiên có tới 6 cầu thủ nhận danh hiệu cao quý này. Đây là thay đổi lớn của UEFA khi chỉ công nhận bàn thắng ghi được, bỏ qua các tiêu chí phụ đó là kiến tạo hay số phút thi đấu. Đối với Dani Olmo, đáng lẽ ra anh đã có thể độc chiếm danh hiệu này cho danh hiệu mình có nếu cầu thủ của Leipzig chính xác trong tình huống dứt điểm ở phút 48 trong trận chung kết. Trái ngược với niềm hạnh phúc và sự sung sướng của Tây Ban Nha, rõ ràng với lần thứ hai về nhì, dàn sao của đội tuyển Anh không thể cảm thấy vui vẻ gì. Đã có những giọt nước mắt, sự tức giận xen lẫn nỗi thất vọng. Công bằng mà nói, đây là một mùa Euro tuyển Anh không chơi thực sự thuyết phục và thất bại trước Tây Ban Nha là điều đã được dự báo từ trước. Thua hai trận chung kết đã đau, nhưng đối với người Anh, việc hai lần liên tiếp gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường còn đau đớn hơn gấp bội. Sau 3 năm, những ám ảnh của Wembley 2021 lại hiện về. Đội trưởng Harry Kane thêm một lần nữa lướt qua chiếc cúp vô địch trong sự vô cảm. Người ta tự hỏi, không biết đến bao giờ Harry Kane mới có cho mình một danh hiệu. Chúng tôi đã trải qua một hành trình khó khăn để đến được đây, nhưng mọi nỗ lực của đội bóng sẽ không được ai thừa nhận vì thất bại này. Chúng tôi rất muốn chiến thắng vì bản thân, vì người hâm mộ và tất cả những người đã tin tưởng chúng tôi suốt chặng đường. Ngay bây giờ, tôi chỉ có sự thất vọng to lớn. Những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của thủ thành Jordan Pickford. Đối với nhiều người hâm mộ đội tuyển Anh, Pickford chính là người đáng thương nhất. Kể từ năm 2018, anh chính là người chơi ổn định bên phía Tam Sư trong xuyên suốt các giải đấu lớn. Thủ môn của Everton xứng đáng với một danh hiệu sau những gì anh đã cống hiến cho đội tuyển.
Bukayo Saka cũng đã rơi lệ. 3 năm trước, anh là tội đồ trực tiếp khiến đội tuyển Anh đánh rơi châu địch trên sân nhà sau khi sút hỏng quả luân lưu quyết định. Ở dạng sáng nay, anh đã không thể chuộc lỗi sau một màn thể hiện dưới sức ở trận chung kết. Jude Bellingham, người trẻ nhất và cũng là bản lĩnh nhất của đội tuyển Anh, cũng không giấu nổi sự thất vọng sau thất bại ở trận chung kết. Anh trút bỏ nỗi buồn bằng cách đá vào một thùng nước trên đường pitch. Nhưng sau cùng, một Bellingham mạnh mẽ đó cũng đã gục xuống sân. Sau 58 năm chờ đợi, không phải bóng đá, đội tuyển Anh thêm một lần nữa chỉ mang nỗi buồn và sự thất vọng trở về nhà. Và với những gì đã thể hiện trước các đối thủ lớn ở những trận đấu quan trọng, chẳng biết đến bao giờ họ mới có thể chuyển hóa nỗi buồn, thất bại thành niềm vui chiến thắng dành cho người hâm mộ. Và đó là câu chuyện của Phút Bù Giờ ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Nếu yêu thích video này, hãy cho chúng tôi một like, một share và một subscribe để ủng hộ ekip thực hiện. Những diễn biến mới nhất của các giải đấu bóng đá hàng đầu vẫn sẽ được cập nhật hàng ngày trên hệ thống kênh của Bình Luận Viên Anh Quân. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.